Bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, 20 năm đồng hành cùng vẻ đẹp Việt. Ngày 5 tháng 11 năm 2002, phòng khám nhà khoa Thái Thượng Hoàng được thành lập tại thành phố Vinh, Nghệ An dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Thái Doãn Thắng. Năm 2012, Bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng ra đời, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nâng tầm nụ cười và nhan sắc Việt. Với định hướng mang đến các dịch vụ chuyên môn sâu và hoàn hảo nhất cho khách hàng, đến nay, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được hàng triệu khách hàng tin cậy. Với sự đầu tư về máy móc, trang thiết bị, ứng dụng các kỹ thuật điều trị hiện đại, cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo, tập thể đội ngũ y bác sĩ, Trung tâm chỉnh nha kỹ thuật cao của Bệnh viện Thái Thượng Hoàng hiện là trung tâm chỉnh nha lớn nhất Việt Nam, là địa chỉ tin cậy được nhiều người lựa chọn trong việc thăm khám, điều trị các vấn đề về răng, trong đó có thể kể đến như điều trị nha chu, niềng răng. Đầu tiên các bạn phải xác định được mục tiêu và mong muốn của bạn là gì, đó là các bạn muốn cải thiện về mặt thẩm mỹ, giảm hố, giảm mọng hay là các bạn muốn cải thiện về mặt chất nắng. Và thứ hai là các bạn phải tìm được cho mình một địa chỉ uy tín và một bác sĩ có kinh nghiệm chuyên sâu. Và thứ ba là các bạn cần phải được thăm khám, được chụp X-quang và có phác đồ điều trị cụ thể và rõ ràng. Điều thứ tư đó là các bạn phải đặt niềm tin vào bác sĩ và mình phải có những trao đổi thẳng thắn và rõ ràng với nhau ngay từ đầu hoặc là trong quá trình điều trị. Và cuối cùng đó là các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái bởi vì niềng răng là một quá trình lâu dài. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sắc đẹp của chị em phụ nữ cũng như tư vấn, điều trị các vấn đề về da, khoa thẩm mỹ nội khoa tại Bệnh viện Thái Thượng Hoàng luôn được các chị em, các bạn nữ ưu ái lựa chọn, trao gửi niềm tin. Đến với khoa thẩm mỹ nội khoa Bệnh viện Thái Thượng Hoàng, bạn sẽ được chính đội ngũ y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm thăm khám, tư vấn và điều trị, giúp bạn thoát khỏi những nỗi lo lắng về các vấn đề về da mụn, nám. Chăm sóc da ở độ tuổi dậy thì là một câu hỏi rất thường gặp. Vậy thì bước đầu tiên trong chu trình chăm sóc da là một bước rất quan trọng. Chúng ta phải xác định được típ da của mình thuộc típ da nào để lựa chọn các sản phẩm phù hợp với cái típ da của mình. Bước thứ hai cùng không thiểu phần quan trọng đó là bước làm sạch da, lấy đi các cái nguyên nhân gây bệnh. Bước thứ ba đó là bước dưỡng ẩm. Chúng ta phải lựa chọn cái dưỡng ẩm phù hợp với típ da của mình, típ da dầu hay là da khô hay là da nhạy cảm. Cuối cùng một bước cũng không thiểu phần quan trọng đó là bước chống nắng. Chúng ta phải chống nắng để loại bỏ các cái nguyên nhân gây nên các cái bệnh sắc tố da hay là gây nên các cái tình trạng lão hóa da. Và một lưu ý rất là quan trọng đó là khi bị các cái bệnh lý về da thì chúng ta phải lựa chọn các cái cơ sở uy tín hay là các cái bệnh viện có cả các bác sĩ chuyên gia đầu ngành về da liễu để lựa chọn gửi gắm làn da của mình, tránh trường hợp làm theo các trend trên mạng xã hội, các cái beauty blogger đấy. Làm như thế sẽ làm cái nền da của mình trở nên rất là yếu, các cái tình trạng mụn rất là nặng. Đẹp để tự tin, đẹp để tỏa sáng. Bệnh viện Thái Thượng Hoàng, vì sức khỏe và nụ cười của bạn.